Thì anh em, nếu anh em chịu khó lục lọi cho các trang mạng xã hội gần đây thì chắc là cũng biết đến con Ryzen 3 Pro 4350G MKP hay là những chiếc Ryzen Pro khác như là 4650G hoặc là 4750G là những cái phiên bản nâng cấp hơn của dòng Ryzen G hiện tại. Với mức giá thì nó cũng không được rẻ cho lắm mà khá là đắt đỏ. Thì ví dụ như là Ryzen 3 4350G thì mình đang có trên tay đây có mức giá cao hơn cả Ryzen 5 3400G. Còn với Ryzen 5 4650 hay là Ryzen 7 4750G thì nó còn cao hơn rất là nhiều. Cho nên là cái việc lựa chọn giữa CPU Ryzen 5 đời cũ hay là Ryzen 3 đời mới trở nên hiện tại nó rất là khó khăn. Vì thực sự là với cái chức chênh lệch hiệu năng cũng như là giá tiền nó khác biệt quá lớn như vậy thì anh em nên chọn như thế nào? Và đó cũng là lý do tại sao mà mình có mặt ở video này. Và đó là để giải đáp cho anh em biết là chúng ta nên chọn như nào. Thì trước khi đến với những phần test hiệu năng thì mình muốn nói một chút về chiếc 4350G này. Thì về những cái điểm đặc khác biệt của nó so với thế hệ cũ. Đầu tiên, toàn bộ CPU thuộc giải Ryzen Pro đều sử dụng kiến trúc Zen 2 tiến trình 7 nanomet. So với Zen Plus thì Zen 2 vượt trội hơn về mọi mặt, từ hiệu năng đơn nhân, đa nhân, xung cho tới cái vấn đề là tiết kiệm điện. AMD cũng nói rằng IPC của Zen 2 vượt Zen Plus khoảng 15%. Mặc dù sử dụng chung kiến trúc là Zen, nhưng mà Zen 2 mang trong mình rất nhiều các cái thay đổi ở bên trong giúp cho hiệu năng cũng như khả năng ép xung hiệu quả hơn trước rất là nhiều. Và đáng tiếc là hệ số nhân đã bị khóa trong Ryzen Pro nên là các bạn không thể ép xung được nó. Hơi buồn một chút. Ở cái điểm thứ hai và theo mình nó cũng cực kỳ là quan trọng là cái việc nâng cấp số làn PCIe từ 3.0x8 lên thành 3.0x16. Vấn đề thiếu hụt khi mà PCI Express luôn là cái lý do không chỉ một mình mà các bạn cũng đắn đo khi mà mua cái dòng Ryzen G đời cũ, bởi vì nó sẽ làm giảm hiệu năng cạc màn hình. Khi mà nâng cấp về sau này, các bạn nâng cấp lên những cái con cạc màn hình nó cao cấp hơn thì cũng không thể nào mà có thể khai thác được hết cái sức mạnh tối đa của nó. Và có vẻ là AMD đã nhận ra cái điều này và họ đã tăng số làn PCIe này lên đầy đủ là X16 để các bạn đỡ phải băn khoăn khi mà thấy mấy cái vấn đề này. Và nhưng mà tiếp tục buồn thì ở Ryzen Pro, đặc biệt là phiên bản 4350G này thì cạc onboard bị cắt giảm khá là mạnh khi chỉ còn là Vega 6 so với Vega 8 trên là 3200G. Về chiếc Vega 6 thì đúng như tên gọi của nó có 6 nhân đồ họa và so với 3200G có Vega 8 thì nó còn kém hẳn 2 nhân. Bản thân chiếc 3200G khi mà chơi game online thì nó cũng chỉ chiến gọi là tốt ở những cái game online phổ thông và cơ bản như là Liên Minh hay là Valorant. Còn với những cái game offline thì anh em cũng biết rồi, kết quả nó khá là toang. Cho nên là chúng ta có thể phần nào hình dung được cái sức mạnh của Vega 6 nó khá là thọt trên 4350G và nó sẽ khá là kém dù được trang bị thẳng vào chip như thế. Và giá cũng là điều mà mình muốn đề cập thêm, bởi cái chiếc 4350G có giá là 4,1 triệu đồng, cao hơn rất là nhiều so với 2 triệu 9 của 3200G và ngang với mức 3,9 triệu của 3400G. Và nếu để so sánh đúng thì phải solo giữa 3200G và 4350G, nhưng mà so mức giá quá chênh lệch thì mình quyết định làm bài test với 3400G để các bạn có thể đưa ra lựa chọn hợp lý hơn khi mà build case. Chứ nếu so 3200G thì dù là 4350G hơn thật nhưng mà so sánh hai CPU chênh lệch nhau cả triệu đồng thì cảm giác nó lại không được đúng cho lắm. So với 4350G thì 3400G là phiên bản cũ hơn cùng sử dụng cái kiến trúc là 12 nanomet Zen Plus như là ở 3200G. Mức xung cơ bản thì thấp hơn 100MHz, còn mức xung tối đa thì lại cao hơn 200MHz so với 4350G. Cả hai CPU thì đều có TDP là 65W và không thể ép xung được. 3400G thì vượt trội hơn ở cạc onboard là Vega 11, còn 4350 thì lại có băng thông PCI Express 3.0x16. Và để thử nghiệm thì mình sẽ dùng chung hệ thống mainboard Gigabyte B550 DS3H và RAM 16GB, bus là 3000. Đầu tiên đến với Cinebench R15 và R20, chiếc 4350G đã đạt lần lượt là 964 và 2274 điểm ở kết quả đa nhân. Nó mạnh hơn 3400G từ khoảng 15% và đây là con số khá là lớn khi mà hai CPU đều có gần như là chung số nhân và số luồng xử lý. Thì cái sự khác biệt chỉ đến từ kiến trúc là Zen 2. Chuyển qua phần test đơn nhân thì kết quả cũng tương tự khi mà 4350G tạo ra khoảng cách trung bình là 13%. Nếu như render bằng CPU là điểm mạnh của 4350G thì render bằng GPU thì nó sẽ là ngược lại. Với thời gian lần lượt là 667 giây cho Blender BMW và 1487 giây cho Classroom, 4350G bị 3400G bỏ tụt xa tới gần 40% ở cả hai bài test. Đây là một con số đáng suy nghĩ nếu mà các bạn không có ý định sắm cạc rời cho 4350G. Tiếp theo là với 3D Max Firetry thì vấn đề ở cạc màn hình onboard đã lộ ra khi mà 4350G chỉ vượt 3400G ở bài test CPU. Còn lại trong các bài test về khả năng đồ họa hay tổng hợp trên cạc onboard thì nó đều bị kéo tụt xuống khoảng 12%, hứa hẹn khả năng gaming không mấy khả quan của chiếc CPU mới này.
Chuyển qua đến gaming thì điểm yếu của GPU 4350G lại tiếp tục bị xoáy sâu, mặc dù là trong những cái tựa game online nhẹ nhẹ và khá là phổ thông như là Liên Minh Huyền Thoại hay là Dota 2 khi độ chênh lệch chỉ là 7% vẫn đạt mức trên 80 FPS ở cái thiết lập là thấp nhất, nhưng mà chỉ cần chuyển qua game nặng như là Shadow of Tomb Raider thì nó lại một câu chuyện khác. Nếu như 3400G vẫn có thể lê lết ở mức là 22 FPS thì 4350G hoàn toàn giơ tay đầu hàng ở mức 9 FPS trên độ phân giải Full HD và thiết lập màn hình là hình ảnh thấp. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là so với 3400G thì 4350G chỉ có thể vượt trội hơn ở phần hiệu năng là CPU, còn với cả OnRack thì lại lép vế hơn khá là nhiều. Nhưng mà chúng ta nên để ý tới một cái vấn đề là cái khe băng thông PCI Express của 4350G là Full 3.0x16. Thì điều này cũng có nghĩa là AMD đã khẳng định cũng như là ngấm ngầm khuyên nhủ các bạn là nên mua một con card đồ họa rời để có thể khai thác tối đa cái băng thông cũng như là cái khả năng làm việc của bộ máy của các bạn. Và hay nói đúng hơn là mở rộng cho các bạn một cái cánh cửa nâng cấp về lâu về dài sau này. Vì vậy nên mình đã quyết định sử dụng chiếc RX 5600 XT để xem cái việc tăng gấp đôi băng thông PCI Express có giúp 4350G trở nên hợp lý hơn hay là không. Kết quả mình đạt được như các bạn có thể thấy trên màn hình, mức FPS trung bình trong game của 4350G đều tốt hơn so với 3400G ở mức thấp nhất lần lượt là 2% ở Shadow of Tomb Raider và cao nhất là 7% ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Để mà nói thì mức này mình thấy cũng không quá khó để phân biệt được và phần thắng thì cũng dành cho 4350G, nhưng mà nó cũng không thực sự thuyết phục cho lắm. Vậy thì chúng ta nên mua 4350G hay là 3400G? Thì nếu các bạn muốn có một giải pháp all in one, mua về là sử dụng luôn và không cần nâng cấp về lâu về dài thì 3400G nó sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý hơn vì giá nó sẽ rẻ hơn ở một chút và hiệu năng CPU thì không quá thọt. Tuy nhiên thì cả OnRack lại mạnh hơn khá là nhiều so với 4350G. Còn nếu các bạn muốn mua tạm để sử dụng, còn sau này thì lại muốn nâng cấp hơn về sau, về lâu về dài thì 4350G lại trở nên hợp lý hơn khi mà khe băng thông PCI Express nó lên là max 3.0x16 và các bạn có thể mua những cái card màn hình nó cao cấp như là 5700 XT hay là RTX 2070 thì cũng hoàn toàn có thể đáp ứng đủ cái băng thông này. Và nếu mà các bạn sợ thì có thể yên tâm, về vấn đề này chúng mình sẽ dành riêng một video để có thể giải đáp cho các bạn. Vậy theo các bạn thì sao? Chúng ta nên mua 4350G hay là 3400G để phục vụ cho bộ máy của chúng mình? Thì hãy để lại comment phía dưới. Ngoài ra thì xem đến đây đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe trên cái chuông nhỏ nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo. Mình là Vinh Tô Cú Đà.